Xin chào các anh yêu thích đồ đẹp của Ambe Shop. Hôm nay thì em xin làm clip giới thiệu đến các anh một mẫu bật lửa Zippo, một mẫu có kiểu dáng vintage, dáng cổ điển hơn, thuộc dòng vintage look. Cái mẫu này có mã hàng là 240, thì các anh có thể truy cập website ambe.vn, gõ vào tìm kiếm là 240 để xem thông tin chi tiết về sản phẩm cũng như là hình ảnh chụp sắc nét ở các góc cạnh khác nhau. Đây là một chiếc Zippo bằng đồng khối với một cái kiểu dáng khác biệt, đó là kiểu dáng của năm 1937, vuông hơn một chút. Nhiều anh đặt câu hỏi là cái Zippo này có phải dài hơn những cái Zippo khác không? Thực ra đây không dài hơn mà nó chỉ vuông hơn một chút, thế nên là cho các anh cảm giác như vậy. Cái mẫu này thì là phay xước ngang như thế này. Đó. Và được tạo cái điểm nhấn là chặt viền hai góc. Ngoài ra các anh có thể khắc tên lên sản phẩm ở trên này để làm quà tặng, hoặc là các anh có thể khắc hình ảnh của các anh luôn cũng được. Vậy thì nếu mà các anh có yêu cầu này thì các anh khi mà đặt hàng vui lòng yêu cầu với nhân viên để bên em được hỗ trợ phục vụ các anh. Ở đây là mộc đáy lồi. Lưu ý một chút là nhà em chuyên bán đời số mới, chính vì vậy đời số nó sẽ là thường xuyên cập nhật theo đợt hàng mới nhất. Chính vì vậy là giao hàng sẽ giao ngẫu nhiên, nên là các anh vui lòng lưu ý giúp em nhé. Ở đây là búa cam này, cũng như là bánh xe. Các anh vui lòng bật chế độ Full HD lên xem giúp em bánh xe nhỉ. Rất là nhiều anh thắc mắc. Đây, rất là sắc nét luôn. Lưỡi gà cũng như là buồng đốt, sợi tim này. Tất cả mọi thứ là hàng chính hãng nên là rất là chuẩn cho các anh sử dụng. Hàng này bảo hành trọn đời. Và ngoài ra thì cửa hàng nhà em lại còn có chính sách bảo hành riêng, đó là lỗi một đổi mới một trong vòng một tháng sử dụng đầu tiên nếu mà có lỗi của nhà sản xuất. Đây là chính sách bảo hành riêng mà không cửa hàng nào có. Các anh hoàn toàn yên tâm nhé, bên em cũng giao hàng toàn quốc luôn. Anh nào mà kết cái sản phẩm này vui lòng comment số điện thoại bên dưới video này, Ambe Shop sẽ liên hệ lại giao hàng cho các anh trên toàn quốc, hoặc là các anh có thể là vào website đặt mua luôn ở trên website. Ngoài ra thì để tiết kiệm thời gian, các anh vui lòng gọi cho em theo số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình nhé. Xin cảm ơn các anh rất là nhiều.